make up cho cô dâu thì theo mọi người công đoạn nào là khó nhất? Theo mình nghĩ khó nhất chắc chắn là đoạn mà che khuyết điểm cho cô dâu. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người che khuyết điểm quầng thâm cho cô dâu nhé. Tiên thì mình sẽ pha một chút nền với cả kem chiết sắc, sau đó là dập khoảng từ 1 đến 2 lớp vào quầng thâm của cô dâu. Mình nhớ pha làm sao để màu tiệp với màu da của khu vực bên cạnh của quầng thâm nhé. Ngay sau khi che khuyết điểm xong thì mình sẽ phủ một lớp phấn mỏng vào vùng mắt và make up cho phần mắt trước, tránh tình trạng là trong quá trình make up thì tay của mình sẽ tì vào phần mặt rất nhiều và sẽ làm hỏng lớp nền của chúng mình. Và khi mà hoàn thành phần mắt xong thì bây giờ làm nền rất là dễ, bởi vì quầng thâm mình đã che hết rồi. Chúng mình cần phải chú ý là chọn màu nền cho da mặt và da cổ hợp tông với nhau nhé. Các cô dâu thì thường là sẽ thích nền mỏng thôi, như thế thì nó sẽ giúp cô dâu trẻ hơn và nhìn tự nhiên hơn. Nhưng chỉ riêng có phần quầng thâm là chúng mình cần phải chú trọng thôi nhé. Biệt là sau khi làm mắt xong mới làm nền thì chúng ta còn kéo dài được tuổi thọ của lớp nền nữa. Còn bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng ngắm cô dâu của mình ngày hôm nay nhé.